vì chàng sĩ oai phong lẫm liệt có đủ các kỹ thuật nên không sợ gì hết. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát cũng lại như vậy vì thương xót các hữu tình trong khổ sanh tử mà hướng dẫn cho họ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phổ duyên cho hữu tình phát sanh bốn vô lượng tâm.